Nhảy cái gì? Nhảy con ở hai cái. Con nhảy hai cái gì? Hai cái con nhảy vậy. Con nhảy nhảy gì đó hả? Ồ con gầy con gao nhảy đi. Vi nó đòi nhảy nè cả nhà. Nhảy cái gì? Nhảy cái gì? Trời ơi nhảy vậy đó hả? 1, 2, 3. Vậy đó, ui nhảy, học nhảy hôm nay được nửa tháng. Ui, ui nhảy vậy đó hả? Ui. Nhảy rồi tới bật ngửa luôn kìa. Bò con nhảy lại kìa. Con nhảy lại, con nhảy bạn khóc đi. Nhảy mà tới bò lết luôn nè cô chú ơi. Quá xá luôn mà. Cái tuổi này là nó còn chịu quay video chứ lớn lớn xíu nữa là nó không đâu. Cho nên giờ tranh thủ quay thấy cưng lắm. Ừ, vậy đó, thấy không? Giỏi, giỏi quá. Mới học nhảy có 2 tuần rồi nghe cô chú. Chứ không, chứ chưa biết nhảy đâu. Ôi. Xin chào. Ba Bi đang sắt hành. Hành ba rô. Hành ba rô. Bây giờ Ba Bi sẽ bắt đầu làm cái sốt ốp gia vị xào thịt bò. Hôm nay mình sẽ làm một cái núi hành la san thịt bò. Ở đây là mình có chuẩn bị hành ba rô nè. Còn cái này là giá đậu nành. Hôm nay mình đi chợ. Chợ 5 ngày mua 2.000 giá đậu nành mà một gỗ bự gì nè đó nha. Một gỗ này chắc tầm 2kg luôn á. Làm cái sốt này thì có là, này là nước tương. Rồi bột ớt. Không phải, không phải bột ớt mà là tương ớt cả nhà. Này là rượu mùi. Có bột ớt nữa nè. Nấu cái món này cho khá là nhiều bột ớt. Đường. Món xào Hàn Quốc á, mình thấy á, nó có vị hơi ngọt ngọt nha. Nó cũng hơi na ná cái vị của miền Tây mình luôn á. Bột ngọt. Cái này là tiêu, bột tiêu. Tỏi băm. Cho khá là nhiều tỏi băm vô. Rồi cái phần cuối cùng là mình bỏ cái hành ba rô lên trên. Ồ.
Bỏ hết sốt vào luôn nè. Wow. Xem. 불고기를 버린다. 아, 빨리 녹았어. 진짜 꺼져. 진짜 까방자 안자 지정이나 진짜 까방이 진짜 까냐 이요. Mình làm xong rồi. Bây giờ mình bắt lửa lên. Bắt cái chảo điện này lên là một chút nữa nó sôi. Nó sôi vẫn để yên cả nhà để yên rồi cái một chút nữa nó xìu xìu từ từ xuống, bắt đầu là mình mới xào lên cho nó thấm cái gia vị xong rồi đó là nó chín rồi đó. Cái món này nấu ngộ đó. Tại ở dưới này là cái có nhiều cái giá đậu nành. Hả chứ mà, xin cơ rồi. Ba vì biết là như bạn ăn. Em ơi. Hả? Anh ơi. Anh ơi. Ừ, oppa. Không ngon. À, không ngon. Ừ. Không ngon. Ừ. À, không thứ. Có ăn được không mà nó không ngon trời. Không ngon. Xào nãy giờ đó nó cũng thấm thấm gia vị rồi nè. Đợi một chút xíu nữa là cái giá đồ này nó chín là mình ăn được. Nó đang sôi. Đàn ăn mà quá cũng chưa biết nè. Chứ cũng có gia trưởng gì đâu. Trời, chín rồi. Một, hai, ba, mẹ nói cho ma sư mà mẹ làm cho nghe nè. Một, hai, ba. Nè. Hát. Rồi ăn đi con, chín rồi nè. Quá trời ngon luôn này cả nhà ơi. Nè, nè ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn nhiều cho nó lớn vô. Ồ, trai kia mổ quá. Ăn cùng mình cả nhà ơi, xong rồi. Hôm nay ăn tối muộn quá. Hôm nay mình cho Bi đi học nhảy. Con đi học nhảy mà con tầm mà con nói cũng rồi con xỉu rồi. Mà con muốn ăn con rồi con quay giỏi lắm rồi mà không ba. Nhảy. Đi học nhảy 7 giờ mới về tới nhà rồi cái mấy đầu mới làm đồ ăn cơm. Ngon quá. Cái giá đậu nành nè. Mình phải mua cái loại bự nữa. Nhưng mà hôm nay đi mấy chợ không có nha. Rồi bắt đầu mới đi chợ nữa đó. Đi chợ tìm cũng không có luôn. Có loại này bự nhất. Rồi mua. Cái loại bự á, mình ăn á, nó giòn hơn. Nhai sừng sực vậy đó. Gãi là hồi cho ngàn nha. Gãi là còn mẹ gãi dùm Bi á. Là một hồi là Bi trả tiền công cho mẹ 1.000. À, con không có. Không có cái gì? Không có 1.000. Không có 1.000 hả? Con không có tiền đâu. Thì con quay nhỡi. Ôi là mẹ. Con quay nhỡi. Quay gửi với nói tiếng miền Nam nhiều là mẹ là được. Nó quay giỏi, nó nói tiếng Việt Nam nhiều là được. Hay lắm mẹ. Ăn cơm giỏi. Ăn cơm giỏi, nói tiếng Việt Nam nhiều là được. Nha. Dạ. Em ơi, 오늘은 ASMR을 해야 되는 날인데.
cả nhà làm cái món này ăn thử đi, đảm bảo ngon. Nhưng mà phải có giá đồ nằm bự nha, không bự mới ngon. Bạn ơi Nhi đi, bạn con chó ơi Nhi đi. Ăn đi, ăn hết nhiều đi. Ngon tuyệt vời luôn. Giỏi. Mẹ ơi, con ăn chút xíu cho mẹ. Trời ơi, nói ngược không vậy? Ăn cho con, ăn giùm con chút xíu. Ăn giùm con chút xíu mẹ. À, không phải ăn giùm mà ăn tiếp. Ăn tiếp con chút xíu. Ăn tiếp con chút xíu mẹ. Nói ngược không ạ? Tại ngữ pháp Việt Nam với Hàn Quốc ngược nhau á. Nói ngược không? Cái câu nào mà nói xuôi là hên dữ lắm. Ngon ha. Muốn phục cơm luôn á. Bị lép bên khứa hả? Không có. Dạ. Vậy đó. Mà không cưng sao được. Đúng không? Dạ. Cả nhà thấy á, cái món xào cây của Hàn Quốc. Ông mà hồi nên ta ra cho bữa thì mang chúng ta ăn đây. Ủa bà uống không? Khoan khoan. Trời dễ cái tim. Dễ cái tim nữa. Lúc này Hàn Quốc nóng mà cả nhà ơi. Bữa trưa nóng nhiều là 28 độ. Còn bình thường phải 24-25 độ. Bữa nay nóng quá nóng. Nhưng mà qua tuần bắt đầu là mưa. Vô mùa mưa đó là đỡ. Mà có ngày chắc là mưa nó không có gió. Nó còn hâm hâm, nó còn khó chịu hơn. Một cây bò. Mẹ ơi. Ừ, ăn hết đi. Nè, cái này con ăn một cái hết nha. Thứ nha cô chú. Công nhận ăn bi á cả nhà, nó mê sữa ấy. Mê sữa tươi nè, rồi mê sữa chua. Sữa chua cái loại sữa. Cái loại sữa chua uống rồi cái loại sữa chua múc ăn á, nó cũng khoái. Nhưng mà không phải con ông ba mà ba uống. Nó đổ những cái ha là gọi đầu luôn á. Nè. Nè. Uống hết đi, uống nhanh đi. Để ba nhìn hoài, nhòm ngó hoài. Uống nhanh hết là xong. Ba ơi, con là thân ba nhé. Ba là thấy cưng. Ba mà thấy cưng gì con? Hả? Ba sao thấy cưng được? Ba ơi, làm con chó thứ ba. Trời đất. Nó kêu ba nó làm sao đây vậy? Nó kêu ba nó làm cho nó chết thử. Bảy không à? Nè, nè, con chào tạm biệt cô chú đi. Mẹ ơi, mẹ nói con với ba đừng có ôm hả mẹ? Ba là chồng của mẹ mà. Không chồng của ba. Chồng là của... con. Cười hoài, xin chào cô chú đi con. Xin chào tạm biệt cô chú, bye bye. Tiếp theo hôm nay nói những câu hỏi cho em Penny nha, bye bye.
Bye bye cả nhà ơi. Bye bye.